Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an Trần Đình Chung và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh có buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 5 năm 2022, dự kiến bế mạc ngày 17 tháng 6 năm 2022 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự án nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề đến Quốc hội, trong đó nổi bật là các vấn đề về cơ chế đặc thù đối với cán bộ ngành y tế, tăng cường cán bộ y tế trực vào thứ Bảy Chủ nhật để kịp thời điều trị cấp thuốc cho nhân dân, vấn đề cấp trợ cấp cho người cao tuổi, điều chỉnh chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, tháo gỡ một số vướng mắc khi đưa vào hoạt động dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan. Giá cả ngày một leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày một tăng cao, nhưng với mức phụ cấp 1,14 đối với nhiều hoạt động không chuyên trách ở xã là quá thấp. Đời sống hiện tại và cả sau này khi nghỉ hưu sẽ rất khó khăn. Vì vậy, kiến nghị chính phủ quan tâm xem xét và sớm điều chỉnh chế độ chính sách đối với nhiều hoạt động không chuyên trách ở các xã phường để họ yên tâm hơn trong công tác. Trong thời gian qua, thì một số các cái vị trí, cái đường gom dân sinh của người dân vẫn chưa được giải quyết. Đây này là một số các tuyến đầu nối đường gom trên tuyến Tây Dương cũng rất khó khăn cho việc sản xuất và đi lại của người dân. Ở đây nơi đây là cũng là vừa qua thì một số người dân phải chui rào để đi vài km đi đến rừng sản xuất cũng rất là khó khăn cho việc phát triển kinh tế của người dân. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đề nghị Quốc hội không nên ủng hộ lấy môn lịch sử làm môn tự chọn đối với học sinh trung học phổ thông, tăng cường giám sát việc cấp bằng giáo sư tiến sĩ sao cho thực chất, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giáo dục đào tạo ở Việt Nam.